Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 11, trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Danh Sơn, sinh năm 1966, giám đốc công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Việc khởi tố đối với bị can Nguyễn Danh Sơn nằm trong quá trình cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Trước đó ngày 4 tháng 11, liên quan đến vụ án này, cơ quan an ninh điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can gồm Trần Quốc Hùng, sinh năm 1976, Phó trưởng phòng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, Trịnh Văn Đoàn, sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 1977, trưởng phòng phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đỗ Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện và Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện. Cả 5 bị can đều bị khởi tố cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, EVN đã thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong kết luận thanh tra cung ứng điện, các hình thức kỷ luật đã báo cáo lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về phía Bộ Công Thương, ông Tân cho biết đã tiến hành kiểm điểm các đơn vị có liên quan tại Bộ. Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục, hiện nay EVN đã đề xuất và đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách một số lãnh đạo của EVN và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, A0. Cùng với việc lãnh đạo bị kỷ luật do vi phạm cung ứng điện, kết quả kinh doanh của EVN cũng không mấy khả quan trong năm 2023. Theo báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế 8 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ước doanh thu hợp nhất đạt 250.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, lỗ phát sinh của EVN trong cả năm 2023 sẽ khoảng 37.062 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ năm 2022. Theo báo cáo kiểm toán năm 2022, số lỗ sau thuế hợp nhất năm ngoái của tập đoàn là 20.747 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi sau thuế 14.725 tỷ đồng. Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của EVN cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nửa đầu năm của EVN ghi nhận 229.880 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kinh doanh dưới giá vốn khiến tập đoàn này lỗ gộp gần 15,2 tỷ đồng, trong khi năm ngoái chỉ lỗ 4,2 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm trong khi chi phí lãi vay lại tăng mạnh, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng, dẫn tới EVN báo lỗ từ hoạt động kinh doanh 27.683 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, thuế, EVN báo lỗ 29.107 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với số lỗ cùng kỳ năm ngoái 16.586 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu do đó giảm mạnh từ 225.000 tỷ đồng xuống còn hơn 194.000 tỷ đồng. Nợ phải trả tính đến cuối tháng 6 giảm nhẹ xuống còn gần 438.000 tỷ đồng. Tổng tài sản của EVN đến giữa năm 2023 đạt 632.000 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 225.350 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 194.456 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2023. Trước đó, trong năm 2022, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 463.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán điện chiếm tới 98%, đạt trên 456.000 tỷ đồng. Do chi phí tài chính tăng mạnh, doanh thu hoạt động tài chính giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng tương đương năm trước, EVN ghi nhận lỗ 19.515 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh và lỗ sau thuế là 20.747 tỷ đồng. Trong năm ngoái, riêng công ty mẹ EVN lỗ sau thuế 22.256 tỷ đồng. Trong năm 2022, khoản mục tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn mà EVN nắm giữ là 101.535 tỷ đồng. Khoản tiền gửi này đã mang về cho tập đoàn hơn 3.700 tỷ đồng tiền lãi. Trong 6 tháng đầu năm, khoản mục này EVN chỉ còn nắm giữ có giá trị 76.852 tỷ đồng.
khoản tiền gửi này mang về cho tập đoàn hơn 2.223 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, cơ cấu nguồn điện Việt Nam đã có sự thay đổi lớn khi EVN chỉ còn nắm giữ khoảng 37% nguồn điện, gồm trực tiếp và gián tiếp. Trong số gần 80.000 MW, nguồn điện toàn hệ thống theo công suất đạt năm 2023, hệ thống điện Việt Nam đang đứng đầu ASEAN. Các doanh nghiệp quản lý, sở hữu nguồn điện là những doanh nghiệp năng lượng nhà nước, bao gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV nắm giữ khoảng 47% công suất đặt. Trong đó, EVN nắm giữ trực tiếp và gián tiếp là 37%, 10% trực tiếp và 27% gián tiếp qua các tổng công ty phát điện. TKV chiếm 2%, chủ yếu là nhiệt điện. PVN chiếm 8%, chủ yếu là điện khí và thủy điện nhỏ. Số còn lại thuộc các nhà đầu tư tư nhân chiếm 42% và các dự án BOT chiếm khoảng 10%, nguồn điện nhập khẩu và các nguồn khác chiếm khoảng 1%. Cục Điều tiết Điện lực đánh giá, tính đến nay, chỉ chưa đầy 20 năm, cơ cấu nguồn điện trong hệ thống điện Việt Nam đã có thay đổi lớn. Trong đó, nguồn điện do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư nắm giữ đang giảm dần, nguồn điện tư nhân ngày càng tăng đáng kể và dự kiến có thể chiếm gần một nửa toàn hệ thống vào năm 2030. Như vậy, EVN không còn độc quyền nắm giữ toàn bộ nguồn điện và khâu sản xuất điện như trước năm 2006. Thực tế, trong tổng công suất nguồn điện nắm giữ, hiện EVN chỉ chiếm 11% là trực tiếp. Số này chủ yếu là các nhà máy thủy điện đa mục tiêu quan trọng như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Trị An. 26% còn lại là của 3 tổng công ty phát điện Genco 1, Genco 2 và Genco 3 thuộc EVN. Các công ty này đang trong quá trình cổ phần, do vậy tỷ lệ nắm giữ của EVN cũng đang giảm dần khi có đa dạng các thành phần kinh tế tham gia. Đối với nguồn điện tư nhân, trước năm 2012, tư nhân sở hữu chưa đến 10% nguồn điện. Tuy nhiên, hiện khối này đã chiếm tỷ lệ lớn nhờ sự bùng nổ của năng lượng tái tạo sau khi có cơ chế khuyến khích của chính phủ. Cụ thể, tính đến cuối năm 2022, công suất điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 33%, 25.820 MW, thủy điện chiếm 28%, 22.349 MW, năng lượng tái tạo không gồm thủy điện chiếm 26%, 20.670 MW, điện khí chiếm 11%, 8.977 MW, còn lại là của các nguồn khác. Về huy động nguồn điện, tính lũy kế 9 tháng năm 2023, sản lượng toàn hệ thống đạt 209,9 tỷ kW, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Hiện công suất đặt nguồn năng lượng tái tạo đứng thứ 3 trong hệ thống đạt xấp xỉ gần 21.000 MW. Nhưng sản lượng điện huy động chỉ chiếm gần 14%. 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng toàn hệ thống do những yếu tố đặc thù của nguồn điện này. Thời gian tới, Cà Phê Len TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Len TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!